Xin kính chào quý vị khán giả. Đoàn Bonsai xin chia sẻ một tác phẩm khế chua ta các bác nhé. Đây, một tác phẩm khế lùn. Và đặc biệt là đang có nhiều quả to chín mọng. Nhìn rất phê các bác nhé. Đây, mời các bác lại gần và quan sát kỹ. Vâng, để vận chuyển được cây khế đến khu vực triển lãm mà vẫn còn nguyên nhiều quả này cũng là một trong những cái thử thách khó đối với các bác nghệ nhân. Đấy, đa số nhiều tác phẩm khế rất tiếc là ở nhà thì nhiều quả nhưng mà khi tới khu trưng bày thì đã rụng đi gần hết. Một là tác phẩm mà khế già có bóng dáng khỏe khoắn. Mời quý vị cảm nhận kỹ phần chân bệ của tác phẩm mà khế. Thực sự Đoàn Bonsai rất thích tác phẩm mà cây khế này. Và cây khế gợi nhớ một chút gì đó hoài niệm. Những cây khế thường được cha ông trồng ở nhà thờ và tư đường. Đấy, như một điều nhắn nhủ tới con cháu. Đi đâu thì cũng luôn luôn nhớ về quê hương. Nên cha ông chúng ta đã có câu quê hương là chùm khế ngọt. Mời quý vị cảm nhận các góc độ của tác phẩm cây khế. Bây giờ tàn khế chín thật ra. Vâng. Nó ghép giỏi vậy. Nó quả thật. Quả hay là ghép? Quả, theo cảm nhận của cháu là quả thật ý. Còn không biết là kỹ thuật của các bác thế nào. Vâng, theo cháu cảm nhận đấy là cây thật ạ. Quả thật luôn. Quả. Nó để chín thế này thì nó ra. Vận chuyển cũng công phu các bác ạ. Vâng, cây khế mà vận chuyển này thì quan trọng phải giữ được cái quả. Không có quả thì khác. Vâng. Không có quả thì đẹp hơn, màu sắc sinh động hơn. Và xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Kính chúc quý vị khán giả sức khỏe dồi dào, gặp mà được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Kính chào quý vị khán giả, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình video cây cảnh bonsai nghệ thuật tiếp theo.